65 thiên, ngày 65. Hãy nghe phản nhắc lại cách nói, vậy đã là bạn bè. 那既然是朋友, 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 那既然是朋友. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ok, ừ, rất vui được quen biết bạn. 好的, 很高兴认识你. Một hai câu mà thôi. 一两句而已. Người của nơi nào ở Trung Quốc? 中国哪个地方的人? Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Không 977-309-915. Linh 977-309-915. Cho nên mình còn chưa cài đặt. Sẽ tải xuống xem. 会下载看看. Lên WeChat nói chuyện nhiều chút đi. 多上微信聊天吧. Gọi chút gì? Lái đèo sớm á? Hôm nay mời khách. 今天请客. Đừng khách sáo. 别客气. Chỉ là nói chuyện phía một chút. 只是聊聊天. Đó đâu thể tính là. 那哪能算是?